Đỗ Thiên Lân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 3 tháng 5 2019, Đỗ Thiên Lân xin trân trọng giới thiệu quý vị một bức tranh Vinh Quy Bái Tổ Khảm Ốc Đỏ Singapore bằng gỗ gụ có kích thước 2m17, rộng 1m07, hàng khảm đẳng cấp đỉnh cao. Và đây là một bức tranh hàng thửa của Đỗ Thiên Lân chúng tôi. Và bức tranh này chúng tôi là vừa hoàn thiện xong phần mộc thôi, chưa hoàn thiện phần bánh vét ly gì cả. Bức tranh này cái tấm ván mộc của chúng tôi để rất lâu rồi, hôm nay là chúng tôi mới cho ra mắt khách. Và sau đây thành viên chúng tôi sẽ cùng với khách đi vào đường nét chi tiết của bức tranh này. Ở phía bên cạnh này đang có bức tranh chợ quê, tranh chợ quê. Hai bức tranh chợ quê này có kích thước 2m33, rộng 4m18. Bức tranh này tôi sẽ giới thiệu trong clip sau. Nhân vật chính trong clip này chúng tôi sẽ giới thiệu bức tranh Vinh Quy Bái Tổ hàng VIP của Đồ Gỗ Thành Đơn chúng tôi. Và chúng tôi quý khách cùng đi bớt ra chút thời gian để xem hết video clip này. Chúng tôi sẽ báo giá sau phần cuối cùng của clip này. Và chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Bức tranh kích thước 2m17, rộng 1m07. Bức tranh Vinh Quy Bái Tổ. Vinh Quy Bái Tổ rất nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa của nó rất chi là ý nghĩa. Tranh Vinh Quy Bái Tổ này không cứ là phải những người làm công viên nhà chức, công viên chức nhà nước mới dùng được, mà là ai cũng có thể dùng được. Dùng bức tranh này là tượng trưng cho uống nước nhớ nguồn. Đó, khi chúng ta khôn lớn và thành đạt, chúng ta là nhớ về tổ tiên và gốc rễ, quê hương là Trùng Khế Ngọt, lúc nào cũng nhớ về quê hương. Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn, chúng ta không thể nào quên được quê hương của mình. Mỗi một gia đình nên sắm trong nhà một bức tranh Vinh Quy Bái Tổ này, rất chi là ý nghĩa. Kể cả những người nông thôn hay là thành thị đều lên sắm một bức. Chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Và chúng tôi xin giới thiệu, đây là bức tranh được khảm 100% ốc đỏ của Singapore, hàng thửa VIP luôn, khảm ốc đỏ lửa vàng chanh rất chi là đẹp. Đây là cái loại ốc mà là loại ốc đẹp của Đồ Gỗ Thành Lân tôi. Và riêng cái hàng khảm này nó có rất nhiều các cái loại giá. Đó, bởi vì các ốc này nó có đắt rẻ, nó tùy thuộc vào các loại ốc. Điển hình như bức tranh này chúng tôi là toàn bộ là ốc đẹp, ốc đỏ, ốc giá trị nhất. Như có thể thấy được đây, toàn bộ là ốc rất đẹp. Bức tranh Vinh Quy Bái Tổ 100% khảm ốc rất chi là đẳng cấp luôn. Khách cùng theo dõi hết clip, chúng tôi sẽ báo giá ở phía ở cuối clip này, chúng tôi sẽ báo giá về bức tranh này. Đấy, những người nghệ nhân gốc nghề chế tác bức tranh này là khảm rất chi là đẹp. Đấy, tuyệt đỉnh luôn. Ốc quý vị có thể thấy được, ốc đỏ lửa vàng chanh rất chi là đẹp. Là nguyên liệu ốc thì nó rất chi là quý hiếm. Nguyên liệu ốc thì không phải là lúc nào cũng có thể là mua được những loại ốc đẹp này. Bởi vì ốc đẹp này là nó là do thiên nhiên ban tặng. Nếu mà như quý vị mà muốn vàng thì ra hiệu vàng là có ngay được, nhưng mà ốc này không phải lúc nào cũng có. Đây là bức tranh khảm đỏ lửa vàng chanh Vinh Quy Bái Tổ rất chi là đẹp. Và ngoài bức tranh này ra, Thành Luân chúng tôi vẫn còn rất nhiều các bức tương tự đang được trưng bày tại cơ sở Đồ Gỗ Thành Luân, nằm tại đầu thôn Ngàn Khê, xã Tương Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 chúng tôi số nhà 71 và 73, phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Khảm toàn ốc đỏ rực. Riêng hàng khảm mà với được những cái tấm tranh mà khảm đỏ rực này rất chi là hiếm có, và nó phải nói là rất chi là đẳng cấp. Bởi vì và nó có cái giá trị đích thực, và giá trị đích thực này thì nó sẽ đi liền với cả cái giá tiền, nó cũng sẽ rất cao, không rẻ một chút nào. Và quý khách đừng quên đăng ký kênh của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi để liên tục nhận được các thông báo về các sản phẩm mà Thành Luân chúng tôi cập nhật hàng ngày. Rất đẹp, rất đỉnh cao bức tranh Vinh Quy Bái Tổ này.
Và chúng tôi xin nhắc lại là ý nghĩa của bức tranh này là uống nước nhớ nguồn. Đó, vì vậy là những người không phải là nhiều người khách hàng thì có đến hỏi đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là ví dụ như chúng tôi là nông thôn thì có treo được cái bức tranh Vinh Quy với tổ này không, thì chúng tôi cũng xin thưa rằng là ai cũng có thể treo được, bởi vì bức tranh này không phân biệt là phải ai mới dùng được, ai không dùng được. Bức tranh này là liên tưởng về ý nghĩa của nó là uống nước nhớ nguồn. Đó. Khi chúng ta lớn khôn, sanh ra, chúng ta nên nhớ về quê hương. Quê hương là chùm tiếng ngọt. Cho nên là ai cũng có thể dùng được. Và cái khung viền này chúng tôi cũng khảm rất chi là kỹ. Tranh này chúng tôi hiện vẫn đang để mộc và chưa hoàn thiện. Mới để mộc đã nhìn đã như thế này rồi. Và khi hoàn thiện thì nó rất chi là đẹp. Và cái khung cảnh của bức tranh này chúng tôi là phối cảnh cắt là rất chi là đẹp, rất chi là đẹp. Mọi thông tin chi tiết khách vui lòng liên hệ với Thành Luân tôi theo hai số điện thoại là 0967110389 hoặc 0972770888. Hôm nay ngày 3/5/2019, tôi giới thiệu bức tranh Vinh Quy Bái Tổ khảm ốc đỏ vàng chanh, đỏ lửa vàng chanh bằng gỗ gụ khảm ốc đỏ lửa vàng chanh. Và chúng tôi xin công bố giá của bức tranh này, giá là 70 triệu bức tranh Vinh Quy Bái Tổ này. Và phía bên này là bức tranh chợ quê. Bức tranh chợ quê này thì kích thước lớn hơn rất nhiều, 2m33 và rộng 1m18, nhưng mà có giá là 45 triệu. Còn rất nhiều các loại giá để khách hàng lựa chọn. Khách hàng có nhu cầu có thể liên hệ với Thành Luân chúng tôi. Chúng tôi có tất cả các loại giá từ 20 triệu đến hơn 100 triệu, vài trăm triệu cũng có. Quý khách đừng quên đăng ký, subscribe, chia sẻ kênh của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để giúp chúng tôi được phát triển tốt hơn. Và đồng nghĩa với lúc khi quý khách đăng ký kênh của Thành Luân, quý khách sẽ liên tục nhận được các thông báo về các sản phẩm chúng tôi cập nhật hàng ngày. Và thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi ủng hộ, và chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây. Và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.